Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Đề tài thứ nhất lại liên quan tới vụ án của cựu Tổng thống Trump đang bị cáo buộc một số tội danh, mà trong đó liên quan tới hai vấn đề. Thứ nhất là biến cố ngày 6 tây tháng 1, và thứ hai là ông lưu trữ các tập tài liệu mật mà họ cho là bất hợp pháp, mặc dù những tập tài liệu này đã được giải mật. Quý vị, người phụ trách truy tố ông Trump là công tố viên Jack Smith, được bổ nhiệm bởi ông Merrick Garland, tức là Bộ trưởng Tư pháp của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, thì trong thời gian gần đây, vụ án này đã có nhiều biến chuyển. Thứ nhất là bà quan tòa ở tại Washington DC đã ngưng lại cái ngày xét xử là ngày 4 tây tháng 3 sắp tới. Đây là cái ngày mà bà ta đã chọn để mà xét xử ra cái vụ án về cái biến cố ngày 6 tây tháng 1, mà công tố viên đặc biệt này lại dựa trên những cái bản kết luận của cái ủy ban ngày 6 tây tháng 1 để mà truy tố ông Trump trong cái tội gọi là nổi loạn. Thì quý vị, đây là cái vụ án mà đang được tập trung. Tuy nhiên thì bà quan tòa trước đó thì bà ta đã cho đình chỉ lại cái phiên xét xử này và chưa biết thời hạn ngày nào sẽ được xét xử lại, bởi vì ông Trump có quyền miễn trừ của một cựu tổng thống. Đây là một trong những cái điều mà nó cản trở bà ta không thể thực hiện cái phiên xét xử này cho tới khi nào mà cái quyền miễn trừ của ông Trump được xác định trong cái vai trò tổng thống trước đây. Thì quý vị, bà ta đình chỉ lại thì việc này đã khiến cho công tố viên Jack Smith đã viết thư yêu cầu tối cao pháp viện là xóa bỏ quyền miễn trừ của ông Trump. Và cái đơn này đã được nộp lên. Cùng một lượt thì cựu Tổng thống Trump cũng đã viết một lá thư thông qua các luật sư của ông là yêu cầu tối cao pháp viện không can thiệp vào vụ án này, bởi vì nó thuộc về hình sự và nó không thuộc về cái nó không, tại vì họ cáo buộc ông Trump là tội hình sự, do đó nó không có liên can gì tới cái việc xét xử của tối cao pháp viện. Quý vị, đây là một cái vụ án mà tương đối là có nhiều điểm phức tạp. Tuy nhiên thì trong một cái bài phỏng vấn mới nhất, cựu Bộ trưởng Tư pháp dưới thời của ông Reagan đã lên tiếng và nói rằng công tố viên Jack Smith đã được bổ nhiệm một cách vi hiến, bất hợp pháp, và do đó vụ án này phải được xóa bỏ. Quý vị, chi tiết này như thế nào? Nhiều người vẫn đang thắc mắc. Do đó thì chúng ta sẽ đi vào phân tích xem và có cái gì khác biệt ở trong cái vấn đề này, và liệu tối cao pháp viện sẽ xét xử như thế nào khi người truy tố lại là một công tố viên được xem là bất hợp pháp. Ok quý vị, câu chuyện này nó hơi lạ một chút xíu, nhưng mà đọc qua những ý kiến thì chúng ta mới biết được cái quy tắc làm việc của hành pháp và bên quốc hội như thế nào. Ok quý vị, đầu tiên hết là chúng ta lướt qua cái bản tin đi nha. Ok, công tố viên trong cái trường hợp vụ án của ông Trump là vi hiến, đó là lời xác nhận của cựu Bộ trưởng Tư pháp dưới thời của Tổng thống Reagan. Đây là một trong những cái lời xác định mới nhất. Cựu Bộ trưởng Tư pháp Ed Meese đã lên tiếng tranh luận ở trong cái tối cao pháp viện là cần phải bác bỏ cái vai trò và yêu cầu của ông công tố viên Jack Smith, bởi vì ông này được bổ nhiệm một cách vi hiến trong cái vai trò ngay từ lúc đầu tiên. Ông Smith được cùng với lại giáo sư về luật là Stephen Calabresi, cùng với lại giáo sư trường luật là Gary Lawson đã điền một cái đơn trên tòa trong đó là trong ngày thứ tư, và tranh luận rằng cái việc bổ nhiệm của ông Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland nhắm vào ông Smith là một công dân bình thường là vi phạm vào cái quy trình bổ nhiệm được dựa trên hiến pháp, và không có ai có thể khoác một cái quyền lực của chính quyền liên bang. Và Smith hiện nay là một thí dụ cho một cái vị hoàng đế lõa thể, đó là lời phát biểu của ông. Và việc bổ nhiệm này đã không có một cái quyền ở tại Hoa Kỳ ở trên tòa hơn được Harper, Tyler Swift hay là Jeff Bezos, họ đã tranh luận như vậy. Và
Việc này đã sau khi mà ông Smith đã yêu cầu tòa là phải loại trừ cái quyền miễn trừ của ông Trump trong cái hành động ngày 6 tây tháng 1 năm 2021 có liên hệ tới những cái án hình sự mà ông Smith đã truy tố với ông Trump. Ông Smith đã tranh luận rằng việc bổ nhiệm này là bất hợp pháp và cần phải hủy bỏ tất cả những cái đơn thỉnh cầu của ông Smith ở trên tòa, và tòa không cần phải duyệt xét cái vấn đề này. Ông Smith đã đưa ra và nói rằng việc mà bổ nhiệm ông Smith này đã thực hiện với tiến trình điều tra bất kỳ một người nào, bao gồm luôn cả cựu Tổng thống Trump, là vi phạm vào luật lệ liên hệ tới nỗ lực can dự vào một cái chuyển giao quyền lực năm 2020 và việc xác nhận của Tổng thống ở cái cử tri đoàn trong việc mà biến cố của cái ngày 6 tây tháng 1. Trong khi đó thì ông Garland chỉ ra là ông ta đã bổ nhiệm, và ông Smith đã lên tranh luận rằng tất cả những tình trạng không phải tất cả những cái dựa theo hiến pháp thì quyền bổ nhiệm của Bộ trưởng Tư pháp không thể bổ nhiệm một công dân bình thường vào trong cái vai trò của một nhân viên công lực thực hiện và dưới cái tên là special, tức là không thể bổ nhiệm việc điều tra và truy tố bởi công nhân viên công lực dưới cái tên là special counsel, tức là dưới cái tên là công tố viên đặc biệt. Thứ hai là nếu quý vị nhìn vào sự thiếu vắng của cái tình trạng cho phép ở cái vị trí này, nó không có một cái tình trạng đặc biệt nào được cho phép bởi Bộ trưởng Tư pháp và hơn là Tổng thống, và đặc biệt là của được xác nhận của Quốc hội và bổ nhiệm một vai trò công tố viên. Một lát tôi sẽ giải thích cho quý vị. Và dưới cái quy tắc về bổ nhiệm thì tất cả các nhân viên làm việc ở trong Bộ Tư pháp chỉ có thể được bổ nhiệm với sự xác nhận của Quốc hội, và trong đó trực tiếp từ Quốc hội, và đặc biệt là những cái trường hợp này cần phải được bổ nhiệm bởi Tổng thống hoặc là được xác nhận bởi Thượng viện, và tình trạng này mới được bổ nhiệm làm công tố viên đặc biệt. Ông đã chú ý gì trên? Đây là lời phát biểu của ông Mitch đưa ra. Quý vị, như vậy, ngay từ đầu, Merrick Garland và Đảng Dân Chủ đã vi phạm hiến pháp. Lý do? Ok, theo cái lời giải thích của ông Mitch cho biết thì ông công tố viên Jack Smith hiện nay là một luật sư. Ông ta không có dính dáng gì tới chính quyền của liên bang cả. Ông ta đã được ông Merrick Garland bổ nhiệm vào vai trò công tố viên đặc biệt. Thì quý vị, theo luật bổ nhiệm của Quốc hội thì của Hiến pháp Hoa Kỳ thì việc bổ nhiệm này, một là được đích thân Tổng thống bổ nhiệm, tại vì Tổng thống là quyền hành pháp, và thứ hai là việc bổ nhiệm này phải được sự xác nhận của Thượng viện. Quý vị còn nhớ là mỗi khi mà Tổng thống lên là nhận chức, bổ nhiệm Bộ trưởng Nội các, bổ nhiệm các quan tòa, từ quan tòa liên bang cho tới quan tòa của các cái quan tòa ở các vị trí địa phương mà do Tổng thống bổ nhiệm, thì phải có sự chấp thuận của Thượng viện, thì đó là legal. Nhưng cái vấn đề này nó hơi khác một chút xíu. Ok quý vị, đó là cái điều thứ nhất, là người ta nói rằng là trong cái việc mà bổ nhiệm là quyền của Tổng thống và xác nhận của Quốc hội hoặc sự đồng ý của Quốc hội, tức là sàn Thượng viện. Nói là Quốc hội chứ thực ra nó là sàn Thượng viện, tại bởi vì sàn Thượng viện xưa nay tôi vẫn nói với quý vị là sẽ xác nhận các vị trí trong chính quyền liên bang. Thượng viện là nơi xác nhận cái vị trí Tổng thống, và Thượng viện cũng là nơi xác nhận các vị trí trong nội các của chính phủ. Quý vị còn nhớ ngày 6 tây tháng 1 mà cái mùa bầu cử thì chính Thượng viện là nơi xác nhận tất cả các cử tri đoàn để xác nhận ai là người thắng ghế Tổng thống. Rồi sau khi mà xác nhận xong thì Tổng thống thành lập nội các. Khi Tổng thống thành lập nội các chọn người thì sẽ được thông qua bởi sàn Thượng viện, thì nó sẽ được là hợp lệ. Đó là cái quy tắc bổ nhiệm của cái guồng máy hành chính của Hoa Kỳ. Còn nếu như nằm trong tay của Bộ trưởng Tư pháp, ổng vẫn có quyền bổ nhiệm với điều kiện những người bổ nhiệm, được bổ nhiệm là phải là nhân viên của Bộ Tư pháp. Có nghĩa là ông Tổng thống thì có quyền bổ nhiệm tất cả bên hành pháp. Còn ông Bộ trưởng Tư pháp, tức là ông Merrick Garland bây giờ đó quý vị, ổng có cái quyền bổ nhiệm của ổng luôn ở trong cái Bộ Tư pháp. Nhưng quyền bổ nhiệm đó bị trói buộc ở trong một cái điều lệ, là những người được bổ nhiệm phải là nhân viên chính thức của Bộ Tư pháp thì mới được quyền bổ nhiệm. Thì quý vị, đây là cái lời phát biểu của cựu
bộ trưởng tư pháp dưới thời của ông Ronald Reagan, và ông Mitt là người này đây quý vị, ông lớn tuổi rồi quý vị, thì ông ngày xưa là bộ trưởng tư pháp dưới thời của ông Ronald Reagan nha. Ông là Edwin Mitt, tên của ông là Edwin Mitt quý vị, ok, thì người ta gọi là Ed Mitt, người ta gọi tắt như vậy. Thì quý vị, ông đưa ra cái lời tranh luận này cùng với lại hai giáo sư trường luật, và ông Edwin Mitt không những là bộ trưởng tư pháp mà ông cũng là giáo sư luật và đặc trách về hiến pháp của Hoa Kỳ. Do đó ông đã nói rằng là ông Jack Smith đã không đủ tư cách làm một công tố viên đặc biệt, bởi vì ông cho rằng cái việc bổ nhiệm này đã bị vi phạm hiến pháp của Hoa Kỳ. Việc này xảy ra sau khi mà Jack Smith đã viết lá thư lên tối cao pháp viện yêu cầu xóa bỏ cái quyền miễn trừ của ông Trump để ông ta có quyền xét xử và truy tố ông Trump trong cái biến cố ngày 6 tây tháng 1, mà trong đó buộc tội ông Trump là không chịu chuyển giao quyền lực. Không chịu chuyển giao quyền lực nha quý vị. Đây là cái tội mà ông ta quy trách nhiệm cho ông Trump trong ngày 6 tây tháng 1 năm 2021. Thứ nhất, chúng ta đã thấy rõ ông Trump đã rời khỏi tòa Bạch Ốc ngày 20 tây, toàn bộ quyền lực đã trao lại cho Joe Biden. Joe Biden đã tuyên thệ trở thành tổng thống. Do đó thì cái vụ án chi tiết thì chúng ta không nói tới, bởi vì ông ta dựa trên những cái yếu tố kỹ thuật về pháp lý để ông ta trói buộc và truy tố ông Trump. Tuy nhiên bây giờ thân phận của ông ta đã trở thành bất hợp pháp. Thì quý vị, chúng ta đặt một cái câu hỏi. Bây giờ Jack Smith đã lên trên tối cao pháp viện viết lá thư lên đó, tối cao pháp viện sẽ viết lá thư ngược lại. Ô, trước khi mà nhận cái case này, chúng tôi muốn biết ông là ai. Thì ông Jack Smith, tôi là công tố viên được ông Bộ trưởng Tư pháp bổ nhiệm để mà chịu trách nhiệm truy tố và điều tra cái vụ án của Donald Trump. Thì bên tối cao pháp viện lại viết lá thư trả lại. Tôi không nói là đôi bên gặp nhau, tôi chỉ nói viết thư thôi. Thì nói, ông vui lòng cho tôi xem cái giấy xác nhận của Thượng viện. Ông được bổ nhiệm với sự xác nhận của Thượng viện. Jack Smith không có. Jack Smith nói, tôi là được bổ nhiệm dưới quyền của Bộ trưởng Tư pháp. Thì bên tối cao pháp viện sẽ đưa thêm một tờ giấy. Ông có từng là nhân viên, đang là nhân viên của Bộ Tư pháp hay không? Thì quý vị, đương nhiên chắc Jack Smith là một private citizen, tức là một công dân bình thường. Giống như là ông Ed Smith đã nói, là ông ta không khác gì Taylor Swift hay là Jeff Bezos cả. Taylor Swift là cái cô ca sĩ đang nổi tiếng đó, Jeff Bezos là ông chủ của Amazon đó. Thì quý vị, thì khi mà viết qua như vậy thì ông nói là ông là công tố viên được bổ nhiệm của Bộ trưởng Tư pháp. Thì bên tối cao pháp viện phải viết cái thư, ông không phải là nhân viên của Bộ Tư pháp. Ông cũng không được phía Thượng viện xác nhận, thì việc bổ nhiệm này là bất hợp pháp, chúng tôi không nhận được. Thì quý vị, tại vì ở trên tối cao pháp viện là phải đúng từng ly từng tí từng chữ một trong cái quy trình thực hiện cái thủ tục tố tụng về pháp lý, không thể sai được. Không thể sai, chỉ cần sai một chữ thôi, tất cả phải làm lại từ đầu. Điều này thì quý vị hơi khó hiểu. Tôi lấy một cái ví dụ cho quý vị dễ hiểu hơn. Cái ví dụ mà người dân ở Mỹ này thường hay bị, có một số trường hợp bị là cái luật eviction, trục xuất người ta ra khỏi nhà. Thì quý vị, thường thường á, ông chủ nhà muốn đuổi cái người mướn nhà, thuê nhà của mình ra đó, nó mất thời gian 6 tháng trời. Nó mất thời gian 6 tháng trời là tối thiểu mới trục xuất được cái người đó ra khỏi và lấy được cái án lệnh của tòa án để mà trục xuất. Lý do tại sao? Tại vì theo thủ tục của tòa án phải viết cái lá thư và giải thích lý do tại sao trục xuất người ta ra. Và lá thư đó sẽ phải được nộp lên trên phía của tòa án. Mà trước khi nộp lên phía tòa án là phải có 3 lần viết thư yêu cầu cái người đó trả tiền nhà, hoặc là tuân thủ những cái quy tắc mà mình cho mướn nhà. Ít nhất 3 lần trước khi lá thư đó được đưa lên tòa án. Thì 3 lần lá thư đó, mỗi một lần cách nhau 21 ngày. Thì quý vị, rồi khi mà nộp lên rồi đó, tức là nếu mà viết thư 3 lần mà cái người đó không chịu trả tiền, không chịu rời khỏi nhà, thì lúc đó mình mới nhờ luật sư
viết lá thư yêu cầu tòa cấp cái trác để trục xuất. Thì khi tòa nhận được cái đó thì tòa lại viết lá thư đã nhận được rồi và phải cho phía bên kia 30 ngày cho tới 60 ngày để trả lời lý do tại sao anh không dọn ra khỏi nhà này. Tức là bên kia được cái thời hạn. Do đó thư qua thư lại tốn ít nhất là 6 tháng. Đây là cái quy trình, một cái tiến trình là tức là cần thiết để mà có thể thực hiện cái thủ tục trục xuất người ta ra. Thì quý vị, tôi kể câu chuyện này ra nó không có liên can gì cả, nhưng cho quý vị thấy khi mà chúng ta lập một cái thủ tục tố tụng ở trên tòa thì phải đúng theo cái quy trình của nó và đúng theo quy tắc của nó. Đúng theo quy tắc của nó. Thì quý vị, khi mà đúng theo quy tắc như vậy thì bên tòa án họ sẽ duyệt xét hết và họ thấy đúng trình tự rồi, họ mới tiến tới cái thủ tục kế tiếp, chứ không phải là họ lướt tầm bậy tầm bạ. Và bởi vì họ phải giữ cái sự công bằng cho cả hai phía, bị cáo và nguyên cáo. Do đó tất cả những cái thủ tục trên tòa là phải đúng từng ly từng tí, đúng từng ly từng tí, không thể chật một chữ, không thể chật một cái gì cả, không thể thiếu một cái thủ tục nào cả. Đây là cái tiến trình để nhằm mục đích là giữ công bằng cho cái ngành pháp lý. Đó là lý do tại sao quý vị thấy nữ thần công lý bị bịt mắt là như vậy, là chỉ nhìn thấy, chỉ thấy rõ là cái tiến trình này nó phải đúng theo quy trình. Thì quý vị, tại sao tới giờ này nhiều người đặt câu hỏi, ủa nếu như ông Phong nói như vậy thì ngay từ đầu tại sao không phanh phui cái vụ này ra? Thì quý vị, nó khác chỗ này. Tối cao pháp viện là nơi duy trì cái hiến pháp và bảo vệ hiến pháp. Còn những cái tòa dưới bình thường, dù là tòa của liên bang hay là tòa cấp dưới, thì quý vị, nó vẫn có cái quy trình riêng của nó. Thì ông công tố viên Jack Smith này vốn là một luật sư ở bên ngoài. Ông ta không có làm việc cho Bộ Tư pháp. Nhưng mà Merrick Garland đã chọn ông ta trở thành công tố viên đặc biệt. Thì trong những cái vụ án nhỏ, ví dụ như là trong cái luật pháp của Mỹ, hệ thống luật pháp của Mỹ, đôi lúc quý vị được quyền mướn luật sư bên ngoài. Được quyền mướn luật sư bên ngoài thay thế cái vai trò của công tố viên. Ví dụ, những DA, những deputy DA, tức là những biện lý, hay là prosecutors, thì họ nhiều khi họ tránh tình trạng gọi là chính trị ở trong cái guồng máy của hệ thống pháp trị. Họ không muốn những người ở trong đó, họ mướn người bên ngoài vô để xét xử những cái vụ án mà nó không có đụng tới tối cao pháp viện. Thì it's okay, nó hợp pháp. Nó hợp pháp. Thì đối với những cái vụ án bình thường, ví dụ như khởi tố một ông nào đó gian lận tài chánh, khởi tố một ông quan chức nào đó mà tham nhũng ở cấp tòa liên bang trở xuống thì không sao cả. Tại vì nó được phép và Bộ trưởng Tư pháp có cái quyền đó. Ông có quyền bổ nhiệm người ở bên ngoài vào để phụ trách vụ án. Tức là người đó không có dính dáng gì tới Bộ Tư pháp hết. Nhưng khi đụng tới vai trò tổng thống và đụng tới hiến pháp mà lên tới tối cao pháp viện thì cái người được bổ nhiệm đó phải được bổ nhiệm đúng quy trình. Nếu như cái người mà phụ trách vụ án đó mà lên tới tối cao pháp viện và đặc biệt là đụng tới cái vai trò người đứng đầu của hành pháp, tức là tổng thống, thì bắt buộc cái người được bổ nhiệm đó đầu tiên hết là phải có một cái vị trí hợp pháp đã. Thì quý vị, Jack Smith không hiểu, tôi không biết là ông có biết cái chi tiết này hay không, bởi vì cái chi tiết này do chính cựu Bộ trưởng Tư pháp và hai giáo sư trường luật đã đưa ra. Tức là tới giờ phút này chính Jack Smith hay là Merrick Garland cũng bất ngờ với cái thân phận này. Tại vì khi Jack Smith được bổ nhiệm bởi Merrick Garland thì Jack Smith chưa hề là nhân viên của Bộ Tư pháp. Nó khác với lại cái vụ án của Hunter Biden. Vụ án của Hunter Biden, ông David West là công tố viên của Delaware. Ông được bổ nhiệm vào cái vụ án điều tra con trai của ông Joe Biden và kể cả ông Joe Biden. Thì ông hợp pháp tại vì ông là nhân viên của Bộ Tư pháp. Ông là công tố viên ở Delaware. Cho nên cái trường hợp của ông là hợp pháp.
Còn cái trường hợp của Jack Smith vốn không hợp pháp đối với tòa hiến pháp, tức là tòa tối cao pháp viện, là bởi vì ông ta là một công dân bình thường, ông ta là một private citizen được bổ nhiệm vào cái vai trò này. Mà khi mà bổ nhiệm vào vai trò này mà đụng tới hiến pháp và đụng tới tổng thống thì phải được thượng viện chấp thuận. Tức là trước khi bổ nhiệm ông ta là bộ trưởng tư pháp phải đệ trình cái việc bổ nhiệm mình lên cho sàn thượng viện để được chấp thuận. Trường hợp này đã có. Quý vị còn nhớ Robert Mueller. Robert Mueller là công tố viên đã được bổ nhiệm bởi bộ trưởng tư pháp thời điểm đó để mà điều tra về cái vụ án mà ông Trump có liên hệ với Nga trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 hay không. Thì ông Robert Mueller đã được Quốc hội chấp thuận và chi ra cái ngân sách 30 triệu Mỹ Kim để mà ông điều tra. Và sau 2 năm rưỡi điều tra thì ông đưa ra kết luận đó. Thì Robert Mueller cũng là một người bình thường bên ngoài, là một luật sư bình thường bên ngoài, được bổ nhiệm vào vị trí này và được xác nhận bởi Thượng viện. Tức là Thượng viện đồng ý, Hạ viện đồng ý chi ra ngân sách để điều tra. Thì quý vị, nó khác nhau chỗ này. Nó khác nhau ở chỗ cả hai đều là private citizen. Jack Smith thì được bổ nhiệm nhưng không thông qua Thượng viện. Còn Robert Mueller và sau này là ông John Durham, hai công tố viên này. John Durham thì tôi không nói, tại vì John Durham trước khi ông được bổ nhiệm, ông đã là công tố viên đang hành nghề. Thì quý vị, nhưng mà Robert Mueller và Jack Smith thân phận khác nhau, cùng một điều tra vụ án của ông Trump. Ông Robert Mueller điều tra cách đây mấy năm, tốn hết 30 triệu. Bây giờ là Jack Smith đang điều tra và truy tố. Thì Robert Mueller được bổ nhiệm bởi Bộ trưởng Tư pháp và được xác nhận bởi sàn Thượng viện. Cho nên cái tư thế của Robert Mueller hợp pháp. Ngược lại cái tư thế của Jack Smith là bất hợp pháp. Do đó, cái vụ án của ông Trump nó đặc biệt chỗ này. Tại vì ổng nó đang kiện cái gì quý vị? Viết thư lên trên tố cáo viện yêu cầu miễn trừ quyền tổng thống của ông Trump. Quyền miễn trừ trong cái thời gian mà ổng làm tổng thống và cựu tổng thống. Thì quý vị, tôi đã nói quý vị, mặc dù ông Trump không tự ký ân xá cho mình, nhưng mà trong cái hiến pháp của Hoa Kỳ thì nó có một số những cái quy định miễn trừ cho người đã làm tổng thống và là cựu tổng thống không bị truy tố bởi một số những cái một số những vấn đề. Thì quý vị, sở dĩ mà Jack Smith khiếu nại về cái quyền miễn tố này là bởi vì ông Trump được quyền miễn tố. Ông đưa ra cái lý do là ông khiếu nại kết quả bầu cử. Jack Smith thì dùng cái này tố ngược lại, nói rằng ông không chịu chuyển giao quyền lực để truy tố ông dựa trên cái bản báo cáo ngày 6 tháng 1 và biến cố ngày 6 tháng 1, để nói rằng là ông thực hiện một cuộc nổi loạn không chịu chuyển giao quyền lực. Còn ông Trump muốn nói tôi đặt câu hỏi về kết quả bầu cử, tôi có quyền, tôi là một chính trị gia, tôi là một người đã ứng cử, tôi có quyền đặt câu hỏi về sự minh bạch của cuộc bầu cử. Thì quý vị, hai bên cãi nhau ở chỗ này. Thì bây giờ quý vị, nhưng bên cạnh đó, ông Trump có một lá bùa hộ mệnh là quyền miễn trừ của một tổng, từng là một tổng thống Hoa Kỳ. Thì do đó, Jack Smith mới viết lá thư này gửi lên tối cao pháp viện trước khi vụ án xảy ra. Tại vì vụ án trên nguyên tắc trước đây, bà chánh án Chukan, bà đã ra lệnh là sẽ ấn định cái ngày 4 tây tháng 3 năm 2024 là sẽ xét xử ông Trump. Nhưng sau đó có lẽ bà dịch thấy được cái quyền miễn trừ này, bà cho delay lại. Tức là bây giờ cũng chưa biết là có xét xử ông Trump trong tháng 3 hay không. Thì quý vị, bà phải delay lại tại vì bà nhìn thấy cái quyền miễn trừ của ông Trump. Bây giờ Jack Smith thấy là kẹt rồi. Tại vì bà tòa bà sẽ không đưa ra cái ngày ấn định, mà bà tòa thì bị kẹt cái quyền miễn trừ của ông Trump theo quy định của hiến pháp. Do đó Jack Smith mới viết lá thư thẳng luôn lên tối cao pháp viện yêu cầu tối cao pháp viện bãi bỏ cái quyền miễn trừ của ông Trump để ông ta có thể thực hiện cái cuộc truy tố ông Trump đúng ngày Super Tuesday, tức là đúng ngày bầu cử sơ bộ của tháng 3. Thì bây giờ quý vị, nhưng mà bây giờ thì chính cựu bộ trưởng tư pháp nói hey, lên tới tối cao pháp viện, thân phận anh là bất hợp pháp rồi. Tại vì anh không được xác nhận của Thượng viện.
anh cũng chưa bao giờ là nhân viên của Bộ Tư pháp. Cho nên việc mà Merrick Garland bổ nhiệm anh ở phần dưới thì ok, nhưng lên tới tối cao pháp viện, thân phận của anh đã không có. Thân phận của anh là bất hợp pháp. Do đó, họ đưa ra cái tranh luận này để chặn cái lá đơn của Jack Smith. Thì quý vị, đây là cái tiến trình cần thiết trong cái thủ tục tố tụng tại Hoa Kỳ. Khi đụng tới hiến pháp là đụng tới tối cao pháp viện. Mà đụng tới tối cao pháp viện, một chút xíu quy trình thôi là fail ngay. Thì quý vị, bên tối cao pháp viện, chính quan tài nhìn vô, họ nói, ê, vậy thì cái người nộp đơn này là ai vậy? Ổng là ai vậy? Ồ, ổng là công tố viên đặc biệt. Như vậy thì ổng đã được sự xác nhận của Thượng viện chưa? Quý vị, do đó, cái vụ án của ông Trump nó hấp dẫn ở chỗ này là cái quy trình. Có nghĩa là coi như Jack Smith bó tay, không làm được gì hết. Không thể truy tố ông Trump được. Theo cái ý của ông ta, theo cái gọi là cái kỳ hạn của ông ta. Bà tòa, bà quan tòa, bà Chukan, bà này là cực tả nha quý vị. Bà này là cái người mà gọi là đóng đinh ông Trump nhiều nhất. Chặn tất cả những cái request của ông Trump rất là nhiều. Thì chính bà này cũng bị kẹt. Tại vì bà không vượt qua được cái hiến pháp là quyền miễn trừ của một tổng thống. Tại vì cái vụ án này đang nhúng vào cái giai đoạn nó nằm ở trên cái lĩnh vực về chính trị và nó nằm trên cái lĩnh vực thuộc về hiến pháp. Quyền khiếu nại kết quả bầu cử và sự nổi loạn không chịu chuyển giao quyền lực. Thì quý vị, mà cái này nó nằm ở cái ghế tổng thống, người đứng đầu hành pháp nữa. Cho nên nó thuộc về quyền của hiến pháp. Quyền miễn trừ đó là do hiến pháp là quy định và tối cao pháp viện là cái nơi bảo vệ cho hiến pháp và cũng là cái nơi mà giải thích bản hiến pháp. Thì họ sẽ nhìn lại cái quyền của tổng thống. Họ sẽ nhìn lại cái quyền miễn trừ của tổng thống. Và bây giờ ngay cả cái người nộp đơn lên lại là cái người không đủ hợp lệ rồi. Do đó là khi mà cái người công tố viên mà không đủ hợp lệ thì coi như ông này fail rồi. Ông này sẽ bị hủy bỏ cái vai trò công tố viên độc lập. Và toàn bộ vụ án ông theo đuổi dục thùng rác hết. Toàn bộ cái vụ án mà ông ta theo đuổi đều dục thùng rác hết. Tại vì sự bổ nhiệm ông ta đã bất hợp pháp. Nó chỉ hợp pháp với những vai trò khác ở dưới thôi, hoặc là những cái vụ án khác thôi. Nhưng mà nhắm vào cái ghế hành pháp, tức là cái ghế tổng thống, ông ta không đủ tư cách. Bởi vì ông ta chưa bao giờ được xác nhận bởi Thượng viện. Thì quý vị, coi như cái vụ án mà 6 tây tháng 1 này fail rồi. Bây giờ chỉ còn lại cái vụ án hình sự là lưu trữ cái hồ sơ mật quốc gia thôi. Thì cái vụ này tôi chưa biết sẽ đi như thế nào. Nhưng mà cái vụ ngày 6 tây tháng 1 là bị đâm. Coi như là cái người đứng đầu truy tố đã không đủ tư cách hợp lệ rồi. Nếu không thì Merrick Garland phải bổ nhiệm một người khác và người đó phải được sự xác nhận của Thượng viện để thay thế vị trí của Jack Smith. Đây là cái quy trình của pháp lý. Thì bây giờ ông bộ trưởng, cựu bộ trưởng tư pháp là ông Ames đã đưa ra cái, và ông nói rất rõ ràng trong cái khung đó là việc bổ nhiệm này là những nhân viên ở trong Bộ Tư pháp thì nằm ở quyền bộ trưởng tư pháp. Tức là những người đó đã từng đang làm việc cho Bộ Tư pháp, họ được quyền bổ nhiệm. Còn bây giờ lụm một người ở bên ngoài vô thì nó không hợp lệ. Lụm một người ở bên ngoài vô chưa bao giờ là nhân viên của Bộ Tư pháp, chưa làm việc cho Bộ Tư pháp thì điều này nó không hợp lệ ở cái tòa hiến pháp. Nó có thể hợp lệ ở những tòa cấp dưới, tòa liên bang, nhưng nó không hợp lệ với tòa hiến pháp. Do đó quý vị, cái câu chuyện này nó làm cho chúng ta hơi bị confused một chút. Tức là tôi giải thích lại, những người nào mà đủ tư cách là phải được sự xác nhận của Thượng viện thì lúc đó đứng trên tối cao pháp viện họ không có vấn đề. Còn không có sự xác nhận của Thượng viện thì người đó không đủ tư cách. Đơn giản như vậy thôi. Và Jack Smith là công tố viên được bổ nhiệm chưa hề thông qua Thượng viện. Như vậy là dễ hiểu nhất. Ok. Còn mà cái quyền bổ nhiệm của ông Bộ trưởng Tư pháp có hay không? Yes, có. Nhưng ổng chỉ được phép bổ nhiệm những người đang làm việc trong Bộ Tư pháp. Ổng không được phép pick up người bên ngoài nếu vụ án này lên tới tối cao pháp viện.
Nó đơn giản như vậy thôi, để cho nhiều người bên ngoài hiểu được cái vụ án của ông Trump. Có nghĩa là cái vụ truy tố ông Trump về cái tội nổi loạn ngày 6 tháng 1 coi như sẽ bị đâm. Sẽ bị đâm bởi vì đây là cái ý kiến của ông cựu Bộ trưởng Tư pháp dưới thời của Ronald Reagan. Ông là người ngày xưa bổ nhiệm đó. Y chang cái vị trí của ông bây giờ là của Merrick Garland. Ông hiểu được cái yếu tố và cái quy trình của pháp lý như thế nào. Ok quý vị, vụ án này ít nhất cho chúng ta nhìn thấy được là có vẻ đảng Dân Chủ đang dần dần phá sản. Đang dần dần phá sản tất cả những cái chiêu thức của họ, dùng pháp lý để cản trở ông Trump, dùng pháp lý làm cái cớ để mà gây khó khăn cho ông Trump trong cuộc tái tranh cử. Thì quý vị, dần dần nó phá sản hết. Và chúng ta chưa biết được thời gian tới như thế nào, nhưng ít nhất trước mắt chúng ta nhìn thấy được chuyện này. Ok quý vị, cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều cho cái chương trình Hilton Nhật Ký phần 1 ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các khán giả ở khắp nơi trong phần 2 của Hilton Nhật Ký. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các khán giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.